Chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với kênh của anh Tuấn. Hôm nay anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới nhất này. Các bạn ơi, các bạn có biết không, buổi sáng sớm khi thức dậy rất là quan trọng. Nó giống như việc chúng ta xây một ngôi nhà vậy, phải có cái nền thật chắc thì ngôi nhà mới đẹp và vững chãi được. Vì thế, hôm nay anh Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn 3 điều cực kỳ đơn giản mà chúng ta nên làm vào mỗi buổi sáng để cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn ơi, có bao giờ các bạn vội đi học đến mức quên cả ăn sáng chưa? Điều này không chỉ xảy ra với các bạn đâu, mà ngay cả người lớn cũng thường xuyên bỏ qua bữa sáng vì quá bận rộn. Anh Tuấn thì trước đây hay như vậy lắm, toàn ngự dậy muộn rồi vội vàng đi làm, chẳng kịp ăn gì cả. Anh ấy thường nghĩ rằng chỉ cần uống một ly cà phê là đủ để bắt đầu ngày mới. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê, vì bữa sáng rất là quan trọng, không chỉ giúp chúng ta có năng lượng mà còn giúp duy trì sức khỏe lâu dài. Ông bà ta có câu ăn sáng như vua là vì như vậy đó. Bữa sáng không chỉ là một bữa ăn mà còn là cách chúng ta chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho một ngày mới. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nó cung cấp năng lượng cần thiết để chúng ta có thể hoạt động hiệu quả suốt cả buổi sáng. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể chúng ta cần được cung cấp năng lượng để hoạt động. Nếu không ăn sáng, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó tập trung. Bỏ bữa sáng giống như việc chúng ta đi học mà không mang theo cặp sách vậy, chẳng có gì để học bài ca, đúng không nào? Điều này cũng tương tự với người lớn khi đi làm mà không có đủ năng lượng. Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp chúng ta có năng lượng để học tập, vui chơi suốt cả buổi sáng. Đầu óc cũng minh mẫn hơn nữa. Một bữa sáng tốt sẽ giúp chúng ta bắt đầu ngày mới một cách tích cực. Vậy chúng ta nên ăn gì vào bữa sáng đây? Có rất nhiều lựa chọn phong phú và bổ dưỡng mà chúng ta có thể thử. Các bạn đừng lo, anh Tuấn sẽ gợi ý cho các bạn một số món ăn đơn giản mà bổ dưỡng nhé. Chúng ta có thể bắt đầu với những món ăn quen thuộc và dễ làm. Các bạn có thể chọn một món ăn quen thuộc như bánh mì trứng, một món ăn vừa nhanh gọn lại vừa đầy đủ dinh dưỡng, phở, bún hoặc cơm tấm. Những món ăn này không chỉ ngon mà còn cung cấp đầy đủ năng lượng cho buổi sáng. Còn nếu muốn thay đổi khẩu vị một chút thì có thể thủ ngũ cốc với sữa chữa và trái cây, một lựa chọn vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe. Hoặc yến mạch cũng rất tốt cho sức khỏe. Yến mạch chứa nhiều chất xơ và giúp duy trì cảm giác nợ lâu. Hãy nhớ bữa sáng là bữa ăn không thể bị bỏ qua đâu nhé. Đừng để những lý do như bận rộn hay không có thời gian làm bạn bỏ qua bữa sáng. Hãy dành ra 15 đến 20 phút mỗi sáng để thưởng thức bữa sáng thật ngon miệng nhé. Đây cũng là khoảng thời gian để bạn thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới. Còn một điều nữa anh Tuấn muốn chia sẻ với các bạn là hãy cố gắng ăn sáng trước 8 giờ sáng nhé. Điều này giúp cơ thể bạn có đủ thời gian để tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Vì sau khoảng thời gian này, cơ thể chúng ta bắt đầu chuyển sang chế độ tích trữ năng lượng thay vì đốt cháy năng lượng. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cân không mong muốn. Bây giờ thì cùng đến với bí quyết số 2 để khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng nhé. Hãy cùng nhau khám phá những thói quen tốt để có một buổi sáng thật tuyệt vời. Sau một cái giấc ngủ dài, cái cơ thể chúng ta thường bị thiếu nước. Điều này là do trong suốt thời gian ngủ, cơ thể vẫn tiếp tục các quá trình trao đổi chất và tiêu hao nước, nhưng chúng ta không bổ sung nước trong suốt thời gian đó. Việc uống một ly nước ấm ngay sau khi thức dậy sẽ giúp bổ sung lượng nước đã mất, giúp cơ thể khởi động lại một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Đồng thời, nước ấm còn có tác dụng làm sạch cơ thể và đánh thức các cơ quan nội tạng, giúp chúng hoạt động tốt hơn sau một đêm dài nghỉ ngơi. Nước rất cần thiết cho sự sống, nó giống như dòng suối mát lành giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh vậy. Không chỉ giúp duy trì sự sống, nước còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ cơ thể và vận chuyển các chất dinh dưỡng. Uống đủ nước giúp da dễ hồng hào, mịn màng hơn. Nước giúp duy trì độ ấm cho da, ngăn ngừa cái tình trạng khô da và các vấn đề về da khác. Ngoài ra, nước còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Khi cơ thể đủ nước, quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn sẽ diễn ra một cách hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vào buổi sáng khi cơ thể cần năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Uống nước trước bữa ăn sáng cũng giúp kích thích cảm giác thèm ăn và chuẩn bị cho hệ tiêu hóa hoạt động. Uống nước vào buổi sáng cũng giúp chúng ta tỉnh táo hơn, giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn.
Nước giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể, từ đó cải thiện sự tập trung và khả năng tư duy, giảm cảm giác mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Khi cơ thể đủ nước, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể sẽ hoạt động một cách hiệu quả hơn, giúp giảm bớt cảm giác mệt mỏi và uể oải. Hãy tưởng tượng xem, sau khi thức giấc, bạn uống một ngụm nước mát lạnh, cảm giác thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Để bắt đầu ngày mới, phải không nào? Nước mát không chỉ giúp làm dịu cơn khát, mà còn mang lại cảm giác tươi mới cho cơ thể. Cảm giác thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Để bắt đầu ngày mới, phải không nào? Hãy thử và cảm nhận sự khác biệt mà một ly nước có thể mang lại cho bạn. Bạn có thể chọn uống nước lọc, nước chanh ấm hoặc thậm chí là nước pha mật ong để tăng cường sức khỏe. Nước chanh ấm không chỉ giúp bổ sung vitamin C mà còn giúp thanh lọc cơ thể. Hoặc nước rau củ quả vào buổi sáng. Nước rau củ quả cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể bạn khởi động một cách mạnh mẽ và đầy đủ dưỡng chất. Mỗi loại đều có những công dụng riêng cho sức khỏe. Hãy lựa chọn loại nước phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn để bắt đầu ngày mới một cách tốt nhất. Hãy tạo thói quen uống một ly nước ngay sau khi thức dậy. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể đấy. Thói quen này không chỉ giúp bạn cảm thấy khoe khoang mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho sức khỏe. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể đấy. Hãy thử và cảm nhận sự khác biệt mà một ly nước có thể mang lại cho bạn mỗi sáng. Còn bây giờ, hãy cùng anh Tuấn khám phá bí quyết cuối cùng nhé. Anh ấy sẽ chia sẻ thêm những mẹo nhỏ để bạn có thể tận dụng tối đa lợi ích của việc uống nước vào buổi sáng. Tập bí mật số 3, nắp năng lượng ngày mới với bài tập thể dục nhẹ nhàng. Các bạn nhớ có biết, chỉ cần dành ra 15 đến 30 phút mỗi sáng cho việc tập thể dục nhẹ nhàng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tinh thần sang khoái, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Tập thể dục giúp đánh thức cơ thể, giúp máu lưu thông tốt hơn, giúp chúng ta tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn. Khi máu lưu thông tốt, các cơ quan trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, giúp chúng ta cảm thấy khoe khoang và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong ngày. Không cần phải tập luyện quá sức, các bạn có thể lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, thể dục nhịp điệu. Những cái bài tập này không chỉ dễ thực hiện mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già. Hãy lắng nghe cơ thể mình và lựa chọn những bài tập phù hợp nhất. Mọi người có một thể trạng khác nhau, vì vậy hãy chọn những bài tập mà bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Tập thể dục buổi sáng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp chúng ta vui vẻ hơn, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Khi tập luyện, cơ thể sẽ sản sinh ra endorphin, một loại hormone giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thư giãn. Sau khi tập luyện, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái, tinh thần thư giãn và sẵn sàng cho một ngày mới đầy hứng khởi. Hãy thử cảm nhận sự khác biệt khi bạn bắt đầu ngày mới với một buổi tập thể dục nhẹ nhàng. Các bạn có thể rủ người thân, bạn bè cùng tập luyện để tạo thêm động lực và niềm vui. Tập thể dục cùng nhau không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn gắn kết tình cảm gia đình và bạn bè. Hãy biến việc tập thể dục thành một thói quen tốt mỗi ngày bạn nhé. Khi đã hình thành thói quen, bạn sẽ thấy việc tập luyện trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng chưa nào? Hãy bắt đầu ngay hôm nay và cảm nhận sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Và đó là 3 bí quyết đơn giản mà hiệu quả để bạn bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Hãy áp dụng ngay từ hôm nay để cảm nhận sự thay đổi tích cực từ chính cơ thể mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác từ kênh của anh Tuấn nhé. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.